Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV. Vậy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Đến ngày 26 tháng 3, đại diện của Jack xác nhận với phóng viên về việc cộng đồng phía nam mộ của nam ca sĩ đã quyên góp được gần 400 triệu đồng và nhiều vật phẩm để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 và chống hạn mặn ở Bến Tre. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Số tiền mà fandom đón đã quyên góp được là 391 triệu đồng cùng với 1.000 khẩu trang và 60 chai nước rửa tay. Trong đó 134 triệu sẽ dành cho hỗ trợ chống dịch Covid-19, còn 258 triệu đồng sẽ hỗ trợ người dân đang đối mặt với hạn mặn ở Bến Tre, người đại diện cho biết. Những ngày qua, nhiều fandom của nghệ sĩ Việt như FC Mỹ Tâm, FC Sơn Tùng MTB, FC Lưu Phước Thịnh, FC KICM cũng quyên góp hỗ trợ phòng chống dịch. Nhiều nghệ sĩ Việt đồng hành cùng các chương trình gây quỹ, mua vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, họ cũng chung tay giúp đỡ bà con miền Tây đang gồng mình chiến đấu với hạn mặn. Ngày 25 tháng 3, Huỳnh Hồng Loan cho biết cô vừa tìm được chỗ đặt và lấy được 3.000 khẩu trang y tế. Nữ ca sĩ đã trực tiếp đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để gửi tặng số khẩu trang này. Trong khi, đại diện vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng cùng các thành viên FC đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng vật phẩm y tế và động viên tinh thần các cá nhân cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Nghệ sĩ Lý Hùng cùng các thành viên trong gia đình đã góp 500 triệu đồng mua máy thở để tặng bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19. Trong khi đó, Lưu Phước Thịnh ủng hộ 200 triệu đồng cho công tác chống dịch. Mới đây, Only C và Lưu Hoàng là hai nghệ sĩ tiếp theo có hành động vì cộng đồng khi trao tặng số lượng lớn khẩu trang, nước rửa tay, mắt kính cho nhiều đơn vị. Tính đến hôm nay, 26 tháng 3, Only C và Lưu Hoàng đã gửi tặng 3.500 chiếc khẩu trang, 2.100 chai nước rửa tay, 500 xà phòng kháng khuẩn, 500 mắt kính bảo hộ, 120 chai nước bôi chống virus, cùng hàng ngàn vật tư y tế sẽ được cả hai đích thân đi trao tặng trong vài ngày tới. Hành động của Lưu Hoàng và Only C cũng như nhiều nghệ sĩ V-Beat khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Ngoài ra, diễn viên Đình Tú, nam chính của phim truyền hình Cô Gái Nhà Người Ta, đã cùng bạn bè đến trao tặng 1.000 chai nước súc miệng kháng khuẩn trị giá 150 triệu đồng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ngoài ra, Đình Tú còn trao tặng 1.000 khẩu trang kháng khuẩn trị giá 25 triệu đồng cho người dân Hà Nội. Diễn viên Đình Tú cho biết là một nghệ sĩ, anh ý thức được việc phải cùng cộng đồng chung tay và góp sức đẩy lùi đại dịch đang đe dọa cuộc sống hàng triệu người. Giữa thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp, hành động của Đình Tú được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là các bác sĩ tuyến đầu đang thực hiện công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân cách ly. Bà Phạm Thị Nguyệt Quyên, đại diện Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ. Thời gian gần đây được bệnh viện tuyên truyền, phổ biến súc miệng ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc, vừa bảo vệ sức khỏe của mình, của người thân và cả những người xung quanh. Hiện giờ để mua nước súc miệng khá khó khăn vì khan hiếm và giá thành cũng cao, nên khi được các cá nhân đoàn thể liên hệ trao tặng giữa tâm dịch như thế này, chúng tôi và các bệnh nhân cách ly trong bệnh viện rất phấn khởi. Chân thành cảm ơn và chúc diễn viên Đình Tú cùng mọi người sức khỏe để tiếp tục các hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.